What's up everybody, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay như title các bạn đã đọc thì mình sẽ nói vấn đề về Jordan 1 và một vài về Jordan. Và nếu như bạn nào mà mới vào channel này và nếu mà các bạn nào mà mới xem video này của mình thì mình xin giới thiệu, mình là Hai Hero và thực sự mình là một du học sinh đang du học ở Mỹ, đất Mỹ. Và mình làm cái channel này chủ yếu mình sẽ nói về giày, mình sẽ nói về cuộc sống hàng ngày của mình và chơi khăm nhau các kiểu nữa, you know. Và giây như trailer các bạn đã đọc thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về vấn nạn của Jordan 1 và cái hãng Jordan. Thì tại sao dạo này Jordan nó kiểu như gọi là mất hype? Không phải gọi là mất hype nhưng mà cái giá của nó và cái độ hype của nó không còn như trước nữa, chứ không còn như là đôi Bread của 2016, Shadow Backboard. Mà tại sao giá của nó hiện tại, trung bình giá của nó hiện tại đang là 250 tới 300? Và trước mắt của các bạn đây là hai đôi giày mới tinh luôn. Đây là đôi Game Royal mới ra cách đây cỡ một tuần. Và đây là đôi Bretto cách đây mới ra cách đây cũng được gần một tháng. Thì đây là hai đôi mới ra gần đây và sự đây là hai đôi màu hoàn toàn mới và không có kiểu như là OG là lấy màu của hồi xưa nữa. Và thực sự tại sao mình lại lấy hai đôi này ra mình làm một cái nói về Jordan, tại vì đây là hai đôi giày mà mới ra gần đây và mình cảm thấy nó đã mất cái độ hype của thời trước. Và đây là cái lý do tại sao mình sẽ nói. Và hype là gì? Thì hype á, có nghĩa là một cái món đồ vật, một cái thứ gì đó xung quanh chúng ta, một cái giá gốc nó rất là rẻ nhưng mà nó được đôn lên một cái giá rất là cao. Giống như tất cả những đôi giày mà các bạn đang mang hiện tại, trừ những đôi giày của hiệu Rexowen hay là Gucci hay là LV này nọ các kiểu, thì Jordan, mình đang nói tới Jordan, Adidas này nọ, những đôi giày đó nó giá gốc của nó rất là rẻ. Giống như là đôi Jordan 1 giá gốc chỉ là 160 đồng mà thôi, nhưng mà nó hype lên cái giá là 200 mấy và 300 mấy. Thì đó chính là hype. Nhưng còn rất là nhiều đôi nữa, giống như đôi Bread các bạn thấy ở trên kệ của mình, thì đó giá gốc của nó là 160 nhưng mà giá hiện tại của nó là gần 500 đồng. 500 đồng là gần 10 mấy triệu Việt Nam. Nhưng mà tại sao những đôi gần đây nó lại mất đi cái sự hype đó? Thứ nhất, Jordan là một cái hãng rất là nổi tiếng hiện nay và được rất là nhiều giới trẻ yêu thích. Đây là cái đôi giày đầu tiên để mình lấy cho các bạn xem. Đây là đôi Bread, đôi Jordan 1 và cái màu đầu tiên trong lịch sử của Jordan ra cái màu này và ra đôi giày đầu tiên của Jordan. Nhưng mà thực sự họ release đôi này lại, kiểu như là họ làm lại đôi này với màu này luôn vào 2016. Đôi giày này được tăng giá lên rất là cao, tại vì thứ nhất là màu OG, đây là màu đầu tiên của Jordan 1. Đó là cái lý do tại sao họ đôn lên rất là cao. Tại vì ai cũng muốn sở hữu một cái đôi giày mà cái màu đầu tiên cả, kiểu như là ai cũng muốn sở hữu một cái vật gì đó đầu tiên, kiểu gọi là OG cổ điển ấy. Không phải là cổ điển mà gọi là sao nhỉ? Giống như những người mà người ta thích sưu tầm đồ cổ, người và họ đôn đôi giày này lên với giá là gần 500 đồng, là mười mấy triệu đó. Thứ hai đó chính là chất liệu. Chất liệu của đôi giày này cực kỳ tốt. Rồi các bạn thấy mình khi mà mình bóp cái phần da này là các bạn thấy nó họ cái phần da nhìn chất liệu rất là tốt, mang rất là êm. Và cái phần mũi cũng vậy, bạn thấy không, rất là êm. Và quay trở lại với vấn đề chính của đôi giày này, đó chính là các bạn thấy đây là đôi giày này mới ra và đây là màu đầu tiên của nó và ra là năm 2018. Và các bạn đều thấy thứ nhất chất liệu cũng rất là êm, chất liệu cũng rất là giống đôi Bread, không cái mũi nó không mềm bằng nhưng mà chất liệu cũng rất là tốt. Phần trên đây cũng vậy, cái kiểu đó các bạn thấy không, rất là mềm. Và ở trên đây rất là mềm. Và cái phần da trắng, cái này là màu, ở phần đây nó là màu kem, không phải là màu trắng như là những đôi khác. Đây là phần là màu kem, họ lấy cái màu này từ đôi Shadow Backboard nhưng mà nó trắng hơn một tí. Và nhưng mà không phải vì êm, tại vì theo mình thấy hiện nay thì mọi người mang đôi giày giá kiểu như họ không quan trọng cái độ êm của đôi giày nữa, mà kiểu như họ quan trọng cái độ giá trị của đôi giày và họ quan trọng cái sự mà đẹp của đôi giày, kiểu như đẹp trong mắt mọi người nhìn vào. Rất là ít ai khi chọn giày và họ mua giày êm cả, kể cả đôi Rick Sowen. Rất là nhiều người phàn nàn về Rick Sowen, kiểu như Rick Sowen là một đôi giày cứng
đi nhiều khi rất là khác, kiểu như gọi là cấn chân và nó nặng nữa. Thực sự rất là nhiều người thích mang đôi đó, và các bạn hiểu tại sao rồi đó, tại vì đôi đó nó giá rất là cao và rất là nhiều người, kiểu như gọi là khi mình mang vào rất là ánh mắt của mọi người nhìn vào họ sẽ thấy rất là đẹp. Thì đó là cái tầm quan trọng của những người mà mang giày hiện nay. Còn nói đến đôi này thì các bạn được thấy đôi này rất là đẹp, theo mình thấy đôi này rất là đẹp, chất liệu cũng rất là tốt, nhưng đôi này nó không hay bằng đôi này, đó chính là đôi này là đôi mới ra và nó không có kiểu như gọi là màu đầu tiên hay là collab với cái hãng nào nổi tiếng nữa, kiểu như là một đôi giày bình thường mà thôi, cho nên là không được nhiều người ưa thích nữa. Kiểu như đôi này hiện tại giá của nó cỡ 250-300 mà thôi. Đôi này cũng là đôi mới ra, đôi Game Royal. Đôi này là đôi mới ra luôn và các bạn thấy chất liệu của nó không tốt bằng đôi Presto, và chất liệu của nó gọi là cũng là da thôi, nhưng mà không phải là gì gọi là da tốt. Các bạn thấy không, khi mình đụng vào nó không có mềm bằng. Nhưng mà cũng là đôi giày mới ra hiện nay, và giá của nó các bạn biết là giá hype của nó, giá hype của nó hiện tại là 200 đồng mà thôi. Không có hai bằng đôi này. Và cũng là thứ nhất là tại vì đôi này mới ra đời màu đầu tiên, nó không collab với hãng nào nổi tiếng và cũng không là nằm trong cái lịch sử nào đó, và kiểu như gọi là không ai nổi tiếng mang đôi giày này cả, kể cả đôi này. Cái thứ ba cũng là gọi là chất liệu của nó không được tốt, và cho nên đôi giày này ngoài thị trường bán chỉ giá có 200 mà thôi, như là hơn giá gốc của nó có 40 đồng là 800. Và khi mà mình nói ra những thứ như vậy thì các bạn có thể kết luận được rằng những đôi giày nào mà có được cái độ hype, nó được độn giá cao lên rất rất là cao, thì thường là những đôi giày, thứ nhất là những đôi giày nằm trong lịch sử, là những đôi giày mà có màu đầu tiên hay là màu nào nằm trong lịch sử, có những người nổi tiếng như là Michael Jordan hay là ai đó rất là nổi tiếng hồi xưa họ mang và họ yêu thích đôi giày đó, thì những đôi giày đó được đôn lên giá rất rất là cao. Cái thứ hai là những đôi giày được đôn giá cực kỳ cao, đó là những đôi giày họ collab với những hãng nổi tiếng. Nhắc đến collab với những hãng nổi tiếng thì mình sẽ nói đến đôi này, tại vì mọi người đều biết đây là một cái đôi cổ điển nhất, không phải là cái dòng này nha, mà cái dòng mà màu trắng hết luôn. Thì đây là một cái đôi Air Force 1 Made được rất là cổ điển thời nay, thì giá chỉ là chưa tới 100 đồng, nhưng mà khi họ collab với lại Supreme, collab với lại NBA, một kiểu như gọi là cái công ty của những đội bóng rổ, mình không biết tại vì mình không rành bóng rổ cho lắm. Thì khi mà họ collab với lại Supreme, thì Supreme mọi người đều biết, ai collab với lại Supreme giá đều rất là cao. Thì đôi này collab với Supreme với lại NBA nữa, cho nên là giá của đôi này hiện tại là 250-300 luôn. Thì đó, từ một đôi giày giá chưa tới 100 đồng, nhưng mà khi collab với lại cái hãng nổi tiếng rồi đó thì giá của nó lên gần 300 đồng. Đó là lý do gần đây Jordan 1 và hay là bất cứ những cái hãng nào, hay là Adidas hay là Usain Bolt này nọ, họ sản xuất ra hay là nọ, họ đều mất hype. Đó là lý do tại sao họ không có quan trọng là nó đẹp bao nhiêu, nhưng mà họ quan trọng là cái giá trị của đôi giày đó, và thực sự là cái độ hiếm hay là gì đó của đôi giày. À, và chưa nhắc tới cái độ hiếm của đôi giày thì nó sẽ hype hơn nữa khi mà đôi giày đó sản xuất giới hạn. Thì đó là những gì mình nói, cũng như mình đã ví dụ về Jordan, thì Jordan sẽ giá sẽ cao hơn khi mà nó là một đôi giày mà của lịch sử, một đôi giày mà khi mà nó collab với lại rất là nhiều hãng nổi tiếng khác, và nó sẽ là một đôi giày rất là cao khi mà nó là một trong những đôi giày mà được sản xuất có hạn. Thì như mình đã nói hồi nãy, thì nếu mà đôi giày này, đây là đôi giày giá hiện tại chỉ có 200 đồng mà thôi, nếu mà Kanye West hay là ai đó nổi tiếng, hay là Justin Bieber, Charlie Puth, hay là mọi người đều đồng loạt mang đôi này lên, thì thực lập tức đôi này mình cảm cá chắc với các bạn thì đôi này hiện sẽ tăng lên phọt rất là cao, giá 300-350 này nọ. Thì đó là quan điểm của mình về cái độ hype của những đôi giày gần đây, những đôi Jordan, những đôi Adidas, những đôi Vans này nọ các kiểu. Vans thì mình không nói, Vans họ không độn giá của đôi giày đó lên, trừ đôi Fear of God với lại đôi Thrasher, tại vì đôi đó họ collab với những hãng rất rất là nổi tiếng rồi, giống như là đôi Fear of God, từ một đôi giày 65 đồng họ tăng vọt lên gần 1.000 đồng. Và giúp đó là video hôm nay của mình, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và cũng đồng thời mình làm video này cũng review về những đôi giày mới ra gần đây, đó chính là đôi Presto và đôi Game Royal. Thì đôi này được lấy cảm hứng từ đôi Chicago, họ thay vì Chicago là phần này màu đỏ thì họ lấy đôi này, họ lấy thành màu xanh dương.
Thì giúp và đó là video hôm nay của mình, và mình đánh giá video giày này, và đồng thời mình cũng nói về vấn nạn của những giá giày hiện nay. Nếu mà về sau các bạn muốn mình làm video về vấn đề gì thì các bạn hãy comment bên dưới và hãy cho mình biết. Và ok guys, have hero và peace. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.